Sự giàu có đích thực nằm ở đâu nếu không phải tiền bạc? Chào mừng bạn đến với kênh Bài học vô giá TV. Hôm nay Phương Trang cùng các bạn đi khám phá một cuốn sách rất hay. Bạn đã bao giờ tự hỏi, sự giàu có đích thực là gì nếu không phải là tiền bạc? Nếu câu trả lời là có, hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì chúng ta sắp khám phá những bí mật sâu sắc nhất về cách sống một cuộc đời thực sự giàu có và thịnh vượng mà không phải chạy theo đồng tiền. Chào mừng bạn đến với cuốn sách Sự giàu có mà tiền không thể mua được, tên tiếng Anh, The Real Money Can't Buy, một hành trình dẫn dắt bạn từ những giấc mơ về tiền tài vật chất đến một nhận thức mới mẻ, sâu sắc về sự thịnh vượng đích thực, nơi mà sự giàu có không chỉ đo bằng những con số trong tài khoản ngân hàng. Thay vì cứ mãi chạy theo những thứ phù du, bạn sẽ được dẫn lối đến một con đường đúng đắn, nơi mà bạn phải thốt lên, "Go, mình yêu cuộc sống này quá đi thôi." Bạn có biết ai là người đứng sau những điều tuyệt vời này không? Đúng rồi, Robin Sharma, cái tên đã trở nên quá quen thuộc với những người yêu thích sách về lãnh đạo và phát triển bản thân. Nếu bạn đã từng nghe qua những tác phẩm như Ba Người Thầy Vĩ Đại, Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài hay Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari, thì chắc hẳn bạn cũng biết rằng Robin Sharma không chỉ là một tác giả mà còn là một người truyền cảm hứng đầy sức mạnh. Và trong cuốn sách lần này, ông sẽ chia sẻ với bạn những bí mật để không chỉ đạt được thành công tài chính mà còn sống một cuộc đời ý nghĩa và thịnh vượng từ sâu thẳm bên trong. Cuộc hành trình tìm kiếm sự giàu có thật sự. Mỗi ngày, ở khắp nơi trên thế giới, hàng triệu người đang chạy đua trên con đường chinh phục sự giàu có. Họ đặt ra những mục tiêu hoành tráng, mơ mộng về tiền tài và dốc toàn lực để đạt được thành công. Tuy nhiên, có một sự thật ít ai nhận ra, trên hành trình đó, họ đã bỏ quên một dạng giàu có quan trọng nhất, sự thịnh vượng nội tâm. Điều đó không đến từ những con số trong tài khoản ngân hàng, mà từ chính việc làm chủ bản thân và phát triển cá nhân. Đây là hành trình không dễ dàng, nhưng nó đáng giá từng bước đi. Bạn có sẵn sàng đối diện với những nỗi sợ, chữa lành những vết thương cũ và tự mình vượt qua những niềm tin giới hạn đã kìm hãm bạn quá lâu không? Hãy nhớ rằng, mỗi bước tiến trên hành trình phát triển bản thân đều là một chiến thắng nhỏ dẫn bạn đến sự tự tin, mạnh mẽ và giàu có đích thực. 1. Thói quen sống cuộc đời giàu có. Trong hành trình chinh phục sự thịnh vượng, Robin Sharma đã chia sẻ những bí quyết tuyệt vời giúp bạn sống cuộc đời trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Dưới đây là 4 thói quen đầu tiên mà bạn có thể áp dụng ngay hôm nay để thay đổi cuộc sống của mình. Thói quen đầu tiên, ăn một mình. Nghe có vẻ kỳ lạ khi nhắc đến việc ăn một mình. Trong xã hội hiện đại, nơi mà các bữa tiệc và buổi gặp mặt với bạn bè thường trở thành những sự kiện chính, việc tự mình ngồi xuống một bàn ăn có thể khiến nhiều người cảm thấy lạc lõng và lo lắng về ánh mắt của người khác. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Khi bạn chọn ăn một mình, bạn đang khẳng định rằng bạn có khả năng tự chủ và không cần dựa vào sự chấp thuận của người khác. Đây là một hành động đầy can đảm, thể hiện sức mạnh nội tại và sự tự tin. Bạn không chỉ đơn thuần ăn một bữa, mà còn đang tạo ra khoảng thời gian quý báu để suy ngẫm, lên kế hoạch cho tương lai và thưởng thức từng miếng ăn mà không bị phân tâm, tác động tích cực đến tâm trí. Hành động này không chỉ giúp bạn rèn luyện sự tự tin mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tâm trí. Khi ăn một mình, bạn có thể tập trung vào cảm giác và hương vị của thức ăn, giúp tăng cường trải nghiệm ẩm thực. Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng thời gian này để viết nhật ký, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống xung quanh. Những khoảnh khắc tĩnh lặng này có thể giúp bạn tái tạo năng lượng và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Kết nối với bản thân, thói quen ăn một mình cũng là một cơ hội để bạn kết nối với chính mình. Trong thế giới đầy ồn ào và áp lực, chúng ta thường quên mất giá trị của việc lắng nghe bản thân. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều bạn mong muốn, những mục tiêu bạn đang theo đuổi và những cảm xúc mà bạn đang trải qua. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn mà còn giúp bạn xác định được những bước đi cần thiết để đạt được thành công, rèn luyện can đảm. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, can đảm trong một lĩnh vực sẽ rèn luyện sự can đảm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi bạn đủ mạnh mẽ để đối diện với sự cô đơn, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đối mặt với những thử thách lớn lao khác. Mỗi bữa ăn một mình chính là một bài học về sự tự tin và độc lập. Điều này sẽ thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy, thói quen đầu tiên của Robin Sharma không chỉ đơn thuần là một hành động, mà còn là một hành trình khám phá và phát triển bản thân. Hãy thử áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của bạn và bạn sẽ thấy những thay đổi tích cực trong cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh. 2. Tạo nên sự khác biệt lớn. Để đạt được những thay đổi lớn trong cuộc sống, bạn không cần phải thực hiện những bước đi to lớn ngay lập tức. Thay vào đó, hãy tập trung vào những hành động nhỏ nhưng nhất quán mỗi ngày. Những thói quen này có thể biến đổi dần dần cuộc sống của bạn theo cách bạn không ngờ tới. Khởi đầu mỗi ngày với ý nghĩ tích cực. Buổi sáng, hãy dành vài phút để ngẫm nghĩ về cuộc sống của bạn. Đây có thể là lúc bạn viết nhật ký, thiền định hoặc đơn giản là đặt ra những mục tiêu nhỏ cho ngày mới.
Những khoảnh khắc tĩnh lặng này không chỉ giúp bạn hình dung tương lai mà còn giúp bạn khẳng định giá trị bản thân. Khi bạn hiểu rõ điều mình muốn, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy động lực để tiến lên phía trước, bất kể những thử thách nào có thể xuất hiện. Việc bắt đầu ngày mới với một tâm trạng tích cực sẽ thiết lập tông màu cho cả ngày. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, năng động hơn và có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào một cách mạnh mẽ hơn. Tăng cường tri thức. Ngoài việc thiết lập thói quen tích cực, việc tăng cường tri thức cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển bản thân. Hãy dành thời gian để đọc sách, nghe podcast hoặc tham gia các khóa học trực tuyến. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn mở rộng kiến thức mà còn giúp bạn phát triển tư duy và tăng khả năng sáng tạo. Việc học hỏi không bao giờ là thừa. Mỗi cuốn sách, mỗi bài podcast hay mỗi khóa học đều có thể mang đến cho bạn những ý tưởng mới mẻ và giúp bạn khám phá những khía cạnh chưa từng nghĩ đến. Những thông tin và kỹ năng bạn thu thập được sẽ trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội. Hành động nhất quán. Hãy nhớ rằng sự khác biệt lớn không đến từ những bước nhảy vọt lớn, mà từ những hành động nhỏ lặp đi lặp lại. Mỗi ngày, chỉ cần một chút nỗ lực và kiên trì, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình dần dần thay đổi theo hướng tích cực. Những thói quen nhỏ này sẽ tích lũy lại và tạo ra những kết quả đáng kể theo thời gian. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với một chút sự quyết tâm và những hành động nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. 3. Sức khỏe, tài sản vô giá. Sự giàu có đích thực không chỉ được đo bằng số tiền bạn có trong tài khoản ngân hàng, mà còn nằm ở sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn. Có một câu chuyện sâu sắc về một tỷ phú mắc bệnh nan y, người đã sẵn sàng đánh đổi toàn bộ tài sản của mình chỉ để lấy lại sức khỏe. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe chính là nền tảng vững chắc cho mọi thành công. Dù tài khoản ngân hàng của bạn có nhiều đến đâu, nếu không có sức khỏe, bạn sẽ không thể tận hưởng những thành tựu mà mình đã đạt được. Tại sao sức khỏe quan trọng? Sức khỏe không chỉ ảnh hưởng đến khả năng làm việc và cống hiến, mà còn quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Khi bạn khỏe mạnh, bạn có thể tham gia vào các hoạt động mà bạn yêu thích mà không lo lắng về sức khỏe, đối phó tốt hơn với stress và áp lực trong cuộc sống hàng ngày, duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, giữa công việc và gia đình, giữa vui chơi và nghỉ ngơi. Làm thế nào để duy trì sức khỏe? Câu trả lời cho việc duy trì sức khỏe mà không phải hy sinh tài chính không hề phức tạp. Chìa khóa nằm ở việc tích hợp chăm sóc bản thân vào thói quen hàng ngày. Bạn không cần phải tập luyện như một vận động viên chuyên nghiệp hay áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe. Thay vào đó, hãy bắt đầu với những thay đổi nhỏ mà bạn có thể duy trì lâu dài. Nấu những bữa ăn lành mạnh. Thay vì ăn đồ ăn nhanh, hãy tự tay chuẩn bị những món ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tiết kiệm chi phí. Đi ngủ sớm hơn, giấc ngủ đủ và chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe. Hãy tạo thói quen đi ngủ sớm, tránh xa các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Tập thể dục nhẹ nhàng, không cần phải đến phòng gym mỗi ngày, chỉ cần đi bộ nhanh mỗi ngày 30 phút. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn làm tăng tâm trạng và năng lượng cho bạn. Thực hành thiền hoặc yoga, đây là những phương pháp tuyệt vời để cải thiện sức khỏe tinh thần. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày để thực hành có thể mang lại những lợi ích lớn. Những thay đổi nhỏ này, khi được thực hiện một cách nhất quán, sẽ góp phần làm giàu cuộc sống của bạn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản vô giá mà không gì có thể thay thế được. Hãy chăm sóc bản thân bạn như một phần không thể thiếu trong hành trình hướng tới một cuộc sống giàu có và ý nghĩa. 4. Tiền bạc chỉ là công cụ, không phải mục tiêu. Dù tiền bạc là một phần thiết yếu của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là nhận thức rằng nó chỉ nên được xem như một công cụ để giúp bạn đạt được tự do và lựa chọn trong cuộc sống. Tiền bạc không nên trở thành mục tiêu cuối cùng mà bạn theo đuổi, cũng như không phải là thước đo duy nhất cho sự thành công. Hãy nhớ đến câu chuyện thú vị giữa hai tác giả nổi tiếng, Joseph Heller và Kurt Vonnegut. Khi Vonnegut nhận xét rằng một nhà quản lý quỹ đầu cơ có thể kiếm được nhiều tiền trong một ngày hơn cả số tiền Heller kiếm được trong suốt cuộc đời viết sách của mình, Heller chỉ bình thản đáp lại, đúng vậy. Nhưng tôi có thứ mà anh ta sẽ không bao giờ có, biết đủ. Biết đủ là gì? Câu nói của Heller mở ra một chân lý sâu sắc. Sự giàu có thực sự không nằm ở việc có bao nhiêu tiền trong tay, mà nằm ở khả năng hài lòng với những gì bạn đang có. Biết đủ không có nghĩa là bạn từ bỏ những ước mơ hay mục tiêu lớn hơn, mà là bạn nhận ra rằng sự hạnh phúc và thành công không chỉ đến từ tài sản vật chất, mà còn từ những trải nghiệm, mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Tiền bạc và tự do. Khi bạn coi tiền bạc chỉ là một công cụ, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra sự tự do cho bản thân. Tiền có thể mở ra cơ hội, cho phép bạn theo đuổi đam mê, khám phá thế giới và tạo ra những kỷ niệm quý giá. Nhưng nếu bạn để nó trở thành mục tiêu chính, bạn có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự tham lam,
lo lắng và không bao giờ cảm thấy đủ. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình, không phải một cuộc đua. Sự hài lòng đến từ việc sống trong hiện tại, trân trọng những gì bạn đã đạt được và tiếp tục khám phá những gì còn nằm ở phía trước. Tìm kiếm sự thỏa mãn, để sống một cuộc đời phong phú và ý nghĩa. Hãy tập trung vào những điều mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn. Có thể đó là thời gian bên gia đình và bạn bè, những khoảnh khắc quý giá bên người thân chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất. Phát triển bản thân, đọc sách, học hỏi và mở rộng kiến thức sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành công và hoàn thiện hơn. Cống hiến cho cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện hoặc giúp đỡ người khác có thể mang lại cho bạn một cảm giác đầy ý nghĩa. Sống với triết lý rằng tiền bạc chỉ là công cụ sẽ giúp bạn tìm kiếm được những giá trị bền vững hơn, từ đó xây dựng một cuộc sống thật sự giàu có, không chỉ về mặt vật chất mà còn về tâm hồn. Hãy để tiền bạc phục vụ cho cuộc sống của bạn, chứ đừng để cuộc sống của bạn phục vụ cho tiền bạc. 5. Trải nghiệm giàu có qua mối quan hệ. Trong hành trình tìm kiếm sự giàu có đích thực, một yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua chính là mối quan hệ. Những mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là kết nối xã hội, mà còn là nguồn năng lượng dồi dào giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hài lòng và phát triển toàn diện. Từ gia đình, bạn bè đến đối tác và cả những người xa lạ mà bạn gặp trên đường đời, tất cả đều góp phần quan trọng vào việc xây dựng cuộc sống thịnh vượng của bạn. Sức mạnh của mối quan hệ. Có một câu nói nổi tiếng, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian nhất. Câu nói này không chỉ đơn thuần là một câu châm ngôn, mà nó còn mang trong mình một chân lý sâu sắc về sự ảnh hưởng của những người xung quanh đến cuộc sống của bạn. Chất lượng mối quan hệ mà bạn duy trì sẽ trực tiếp tác động đến sự thành công, tinh thần và cả sự phát triển cá nhân của bạn. Khi bạn bao quanh mình với những người lạc quan, hỗ trợ và chia sẻ cùng mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên. Những cuộc trò chuyện tích cực, những lời khích lệ chân thành từ bạn bè hay gia đình sẽ giúp bạn nuôi dưỡng động lực và phát triển bản thân. Họ sẽ là nguồn cảm hứng để bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, nếu bạn bị vây quanh bởi những người bi quan, tiêu cực, bạn có thể nhanh chóng cảm thấy nản lòng và mất đi động lực. Sự ảnh hưởng tiêu cực này có thể khiến bạn tự ti, mất tự tin và không còn ham muốn theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. 6. Sự giàu có từ lòng biết ơn. Một trong những bước quan trọng nhất để sống một cuộc đời giàu có chính là biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ giúp bạn đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà còn mở ra cánh cửa để bạn đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên thực hành lòng biết ơn có mức độ hạnh phúc cao hơn, sức khỏe tốt hơn và mối quan hệ gắn kết hơn. Nhưng lòng biết ơn không chỉ là việc nói cảm ơn mỗi ngày, đó là một lối sống, một cách suy nghĩ. Khi bạn thực sự biết ơn những điều mà bạn đang có, dù là nhỏ bé, bạn sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn ghen tị hay oán giận. Hãy thử mỗi buổi sáng khi thức dậy, viết ra 3 điều mà bạn biết ơn trong ngày hôm đó, có thể là gia đình, sức khỏe, hoặc thậm chí là cơ hội mà bạn đang có để theo đuổi ước mơ. Lòng biết ơn sẽ là chìa khóa giúp bạn nhận ra rằng sự giàu có không nhất thiết phải là những điều xa hoa, mà đôi khi chỉ là niềm vui từ những điều đơn giản xung quanh. 7. Sự tự do tinh thần. Giàu có mà không gì có thể đánh đổi. Trong cuộc đua của cuộc sống, nhiều người vô tình quên mất một dạng giàu có mà không tiền bạc nào có thể mua được, tự do tinh thần. Đây là sự tự do khỏi những ràng buộc, lo âu và áp lực từ xã hội. Nó không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền trong tay, mà là việc bạn có thể tự chủ và điều khiển cuộc đời của mình như thế nào. Sự tự do tinh thần đòi hỏi bạn phải có khả năng buông bỏ những thứ không phục vụ cho mục tiêu và giá trị của mình. Những lo lắng, nỗi sợ về tương lai hay những cảm xúc tiêu cực từ quá khứ đều có thể là rào cản lớn. Thiền định, tập yoga và tự phát triển tư duy tích cực là những cách giúp bạn rèn luyện sự tự do tinh thần này. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn thức dậy mà không có bất kỳ nỗi lo âu nào vây quanh, tâm hồn nhẹ nhõm, đầu óc sáng suốt và bạn chỉ tập trung vào những điều mình thực sự yêu thích. Đó chính là giấc mơ của tự do tinh thần và nó hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn nếu bạn dám chấp nhận buông bỏ và sống trọn vẹn với hiện tại. 8. Niềm vui từ việc sống có ý nghĩa. Chúng ta đã nói về tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe và tự do tinh thần. Nhưng cuối cùng, để sống cuộc đời giàu có nhất, bạn cần phải sống có ý nghĩa. Mỗi người trong chúng ta đều có một sứ mệnh riêng trong cuộc đời này. Và khi bạn tìm thấy và sống theo sứ mệnh đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. Để tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi, mình sinh ra để làm gì, mình muốn để lại điều gì sau này. Có thể bạn sẽ không tìm thấy câu trả lời ngay lập tức, nhưng đừng lo lắng, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ, giúp đỡ người khác, chia sẻ tri thức, làm những điều tốt đẹp mà bạn có thể. Khi bạn sống để phục vụ một điều lớn lao hơn bản thân mình, bạn sẽ cảm nhận được một loại giàu có mà không gì có thể so sánh được.
niềm vui từ việc sống có ý nghĩa không chỉ đến từ những thành công lớn, mà còn từ những niềm hạnh phúc nhỏ mỗi ngày. Khi bạn mang lại giá trị cho cuộc đời này, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn những gì bạn cho đi. Tận hưởng hành trình, không chỉ là đích đến. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc sống không phải chỉ là một cuộc đua đến đích. Sự giàu có đích thực nằm ở việc tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình. Mỗi bước tiến, mỗi thử thách, mỗi lần vấp ngã đều là cơ hội để bạn học hỏi, trưởng thành và trở nên giàu có hơn. Không phải về mặt vật chất, mà là về mặt tinh thần và trải nghiệm. Hãy dừng lại và hít thở sâu, nhìn xung quanh và nhận ra rằng bạn đang sống trong một thế giới đầy những cơ hội và điều kỳ diệu. Thay vì chỉ tập trung vào những mục tiêu xa vời, hãy tận hưởng từng giây phút hiện tại. Bởi lẽ, sự giàu có đích thực không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà nằm ở cách bạn trải nghiệm và yêu cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ chúng tôi nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về phát triển bản thân và sự giàu có. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới. Những phản hồi của bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục tạo ra nội dung chất lượng hơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.